Thật sự là em cũng có khoảng thời gian khó khăn về chuyện tình cảm. Nhưng mà trong cái chuyện tình cảm này á, anh Nhân là người cố gắng rất là nhiều để mà cả hai cùng được ở bên cạnh nhau. Nhiều thứ làm cho em cảm thấy em rất là may mắn khi mà gặp được ảnh, được ở bên cạnh ảnh. Em cũng rất là muốn cảm ơn anh Nhân vì những thứ mà anh đã cố gắng cho em, và cũng muốn xin lỗi ảnh vì những điều mà em làm cho ảnh buồn. Em và anh tình cờ gặp nhau vào một buổi chiều đầu tháng 1 năm 2015. Câu chuyện ngày hôm đó diễn ra như một giấc mơ, và ông trời dường như đã sắp đặt tất cả mọi thứ để em được gặp anh. Trước đây anh không tin vào duyên số và sự sắp đặt, nhưng mà khi nhớ về cái cách mà mình đã gặp và làm quen với nhau ngày hôm đó, anh tin rằng đây chính là sự ưu ái hoàn hảo và tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành cho anh. Và thật lòng, em cũng không ngờ chính ngày hôm đó lại là ngày định mệnh của cuộc đời em. Em còn nhớ mãi ấn tượng đầu tiên về anh là đôi mắt hí, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười rất tươi. Còn nói về ấn tượng đầu tiên của anh về em, em là cô gái có vẻ bề ngoài hiền lành, xinh đẹp, mộc mạc và bình dị, đã hoàn toàn thu hút anh từ ánh nhìn đầu tiên. Ở bên cạnh anh, em cảm thấy được trân trọng, được là chính em, và hơn hết là cảm thấy được yêu thương, được chiều chuộng và chăm sóc. Người ta thường nói giấc mơ là nơi gửi gắm những tâm tư đẹp nhất mà bản thân chưa thực hiện được. Nhưng đối với em, thời điểm này là lúc hiện thực của em còn đẹp hơn cả những giấc mơ, khi được yêu thương và đồng hành cùng anh suốt chặng đường còn lại. Nụ cười và niềm hạnh phúc của em chính là động lực lớn nhất để anh cố gắng xây dựng và bảo vệ chăm sóc gia đình nhỏ của hai đứa mình. Anh không ngại khó, anh không bỏ cuộc, anh làm tất cả chỉ để nụ cười đó luôn được ngọt ngào, nở trên môi em.
Anh hãy yên tâm vì bất cứ nơi nào anh đến cũng sẽ có em ở phía sau. Em sẽ là nhà, là tổ ấm, là chốn bình yên cả một đời dành cho anh.